Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn nhà nghèo nha các bạn. Cơm cháy kho quẹt nha. Và đây là cái ơ kho quẹt của mình nè. Mình kho với tép mỡ, tôm khô. Mời các bạn đón xem nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm món cơm cháy kho quẹt nha. Và ở đây là mình chuẩn bị kho quẹt, đây có tép mỡ và tôm khô ha. Và nước mắm, bột ngọt, đường, muối và hành nữa nha. Và không thiếu ở đây là cơm. Rồi mời các bạn cùng vào bếp với mình nha.
Và đây là cơm cháy của mình đã xong rồi nè các bạn. Và cái cùng với ô kho quẹt ha. Nhìn có hấp dẫn không các bạn? Mời cả nhà ăn với mình nha. Giòn dữ lắm luôn á các bạn.